thành phố đến những biển đảo xa xôi, từ đồng bằng đến địa đầu Tổ quốc, những hành trình in đậm màu xanh đất nước, Harako kết nối những con đường, nhân yêu thương, chia hạnh phúc. Với mục tiêu phát triển toàn diện các dịch vụ, sản phẩm về vận tải hành khách, hàng hóa và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội luôn hoạt động với phương châm kinh doanh an toàn, thuận tiện, thân thiện, đúng giờ, hiệu quả, với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý bao gửi trên toàn mạng lưới đường sắt Việt Nam. Harako đã tập trung khai thác mạnh các tuyến đường sắt từ Bắc vào Nam, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Vinh, Đồng Hới, Huế, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nội, Đồng Đăng, Kép, Hạ Long, nhằm xây dựng một hệ thống dịch vụ thân thiện với khách hàng. Trong suốt thời gian qua, Harako đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và tối ưu hóa dịch vụ hướng tới người dùng. Dịch vụ đặt vé trực tuyến ra đời với mục đích tiết kiệm thời gian và giúp khách hàng chủ động hoàn toàn trong việc lên lịch trình chuyến đi của mình. Bên cạnh đó, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-0109 được xây dựng với mục đích hỗ trợ, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc đã và đang nhận được những phản hồi tích cực. Không chỉ từng bước chinh phục khách hàng bằng các dịch vụ mặt đất, các dịch vụ phục vụ trên suốt hành trình tàu chạy cũng đang ngày càng được nâng cao. Hệ thống vệ sinh tiêu chuẩn, thân thiện, tiện nghi, toa căng tin với thực đơn đa dạng và đảm bảo. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ chu đáo và đầy tin cậy. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi hành trình là một trải nghiệm đầy thú vị. Theo bánh con tàu quay, đến với mọi miền đất nước, được ngắm bình minh qua ô cửa sổ với làn sương mờ ảo diệu và đắm chìm vào hoàng hôn cùng đoàn tàu xuyên màn đêm với ánh đèn điện lung linh và không khí náo nhiệt nơi thành phố tấp nập. Bên cạnh tổ chức vận tải hàng hóa, hành khách, hành lý bao gửi, kinh doanh vận tải đa phương thức logistics liên vận trong nước và quốc tế cũng là một lĩnh vực được Harako chú trọng đầu tư. Với tuyến đường mở rộng đến các cảng, bến bãi trong phạm vi toàn quốc, cùng hệ thống kho bãi rộng đáp ứng mọi nhu cầu của đối tác, khách hàng, vận tải liên vận Harako luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt xử lý tình huống, chi phí cạnh tranh. Với sứ mệnh thúc đẩy nền kinh tế phát triển bằng việc cung ứng các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu lưu thông hàng hóa giữa các vùng miền, quốc gia, Harako đã và đang làm tốt công việc của mình với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, trở thành một nhà cung cấp dịch vụ, một đối tác tin cậy, uy tín, chất lượng. Thầm lặng nhưng góp một phần không nhỏ cho mỗi chuyến tàu lăn bánh, đó chính là nhiệm vụ của đội sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị, phụ tùng toa xe. Không có dáng vẻ bóng bẩy của đoàn tiếp viên, cũng không mang trong mình sự uy nghiêm của đội điều hành khoang lái. Lấm lem dầu mỡ, nào có nề hà gì. Tỉ mỉ, chuyên nghiệp, không ngừng học hỏi. Động lực của các anh là những chuyến tàu lăn bánh đạt đủ tiêu chuẩn, là sự an toàn của hàng triệu hành khách đã tin tưởng vào ngành đường sắt trên giải đất hình chữ S yêu thương. Với nỗ lực không ngừng vươn lên, với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác đường sắt Việt Nam, Harako đổi mới vươn xa, thăng hoa kết nối.